chuỗi những câu chuyện về cuộc sống hay và ý nghĩa nhất. Cuộc sống rất phức tạp, do vậy mà mỗi giây mỗi phút trôi qua có hàng trăm câu chuyện và đằng sau đó là hàng trăm những nỗi niềm của con người. Có những câu chuyện thiện lương giúp đỡ lẫn nhau khiến chúng ta ấm lòng, nhưng cũng có những câu chuyện khiến ta nhói lòng và nhận ra rằng cuộc sống hiện tại rất khắc nghiệt và mọi chúng ta nên biết thích nghi với nó. Đừng quá vọng tưởng vào một thế giới màu hồng các bạn nhé. Câu chuyện thứ nhất, lương tâm. Con ốm nhập viện, làm thủ tục, bác sĩ mặt lạnh tanh. Biết ý, tay mẹ run run dúi 100.000 vào túi lương y. Bác sĩ thân mật: nằm giường này cháu, đừng lo có bác. Biết đâu mẹ đang xỉu giận vì bán máu để lo cho con. Câu chuyện thứ hai, ước mơ. Chị mua giùm thằng bé mấy tờ vé số. Sau một hồi chọn lựa, chị hỏi nó: nếu cô trúng số, con chịu cô mua cho con cái gì? Nó nhìn chị xoay qua xoay lại rồi nói: cho con một chiếc xe đạp, có xe đi bán xong con chạy tới trường liền, không bị trễ học nữa. Dì dì những ngón chân xuống đất, nó hạ giọng: cho con thêm đôi dép nữa nghe cô, để con đi học. Dĩ nhiên là chị không trúng số. Tôi lại thấy nó mỗi ngày đi qua nhà với chân trần, đầu không nón. Câu chuyện thứ ba, phấn son. Tốt nghiệp đại học, ở lại thành phố đi làm. Tháng rồi mẹ vào thăm, mừng và thương. Mẹ khen: bạn gái con xinh. Cuối tháng lãnh lương, dẫn người thương đi shopping. Em bảo: mỹ phẩm của hãng này là tốt nhất, những loại rẻ tiền khác đều không nên dùng vì có hại cho da. Giống mẹ anh đó, mẹ bị nám hết, anh thấy không? Chợt giật mình, mẹ cả đời lam lũ, nắng gió với cái ăn, nào đã biết phấn son màu gì đâu. Câu chuyện thứ tư, nghỉ lễ. Cha nó xuôi ngược buôn bán trên chiếc ghe nhỏ để lo cho nó ăn học. Xong đại học, nó ở lại thành phố. Tết vừa rồi, tiễn nó đi, ông dặn: con đi làm ít về, cha mẹ nhớ lắm, nhưng mà ráng, đến dịp lễ, rảnh con về thăm cha mẹ. Nó hứa. Lễ đến, ông hớn hở chờ nó về. Nó điện thoại bảo là không về được vì sinh nhật bạn gái. Nghe xong, ông trầm ngâm, lát sau nói với mẹ nó: vậy là Tết thằng nhỏ nó mới về, còn đến 4 tháng nữa. Câu chuyện thứ năm, ngày cưới của cha. Anh hai làm ở thành phố, tổ chức đám cưới luôn trên ấy. Ba vượt hơn 200 cây số đường, quành quả các thứ lo đám cưới cho anh. Anh kế rồi đến tôi đám cưới, bà lo lắng đến từng chi tiết, cả đến cách lại, cách đi đứng như thế nào cho phải đạo. Mẹ mất sớm, bà sống cô đơn hàng chục năm. Khi các con đã yên bề cả, bà đi thêm bước nữa. Ngày cưới của bà, cả ba anh em tôi đều viện cớ vắng mặt. Câu chuyện thứ sáu, lòng tin. Xe ngừng. Mận ngọt đây. Bao nhiêu tiền bịch mận đó? Dạ 2.000. Không có tiền lẻ, để con đổi cho. Cái bóng nhỏ lao đi, 5 phút, 10 phút. Trời, đồ ranh, nó cầm 5.000 của tôi đi luôn rồi. Ai mà tin cái lũ đó chứ? Bà tin người quá. Xe sắp lăn bánh, cái bóng nhỏ hớt hải: dì ơi, con gửi 3.000, đợi hoài người ta mới đổi cho. Câu chuyện thứ bảy, lời hứa. Tết, anh chở con đi chơi. Về nhà, thằng bé khoe ầm với lũ bạn cùng xóm. Trong đám trẻ có thằng Linh, nhà nghèo, lặng lẽ, nghe với ánh mắt thèm thuồng. Thấy tội, anh nói với nó:
Nếu con ngoan, Tết năm sau chú sẽ chở con đi chơi. Mắt thằng Linh sáng rỡ. Ngày lại ngày, cuộc đời lặng lẽ trôi theo dòng thời gian. Thoát mà đã hết năm, lại Tết. Đang ngồi cụng vài ly với đám bạn thì thằng Linh cứ thập thò. Vẫy tay đuổi, nó đi được một chốc rồi lại lượn lờ. Cáo tiếc, anh quát nó. Thằng Linh òa khóc nức nở. Tiếng nó nói lẫn trong tiếng nức. Chú hứa chở con đi chơi, cả năm qua con ngoan, không hư một lần nào. Câu chuyện thứ 8. Ba. Xưa nội nghèo, ba đi ở cho ông bá hộ, chăn trâu để chú được đi học. Thành tài, chú cưới vợ ra riêng. Ngài hỏi vợ cho thằng hay, chú mời mấy người cùng cơ quan. Ai cũng cơm lê, cà rau vát. Chú bảo, anh hai hay đa bao tử, ở nhà nghỉ cho khỏe. Ba ừ, im lặng, vác cài ra đồng, mồ hôi đổ đầy người. Cũng những giọt mồ hôi ấy, xưa mặn nồng biết chừng nào, mà giờ sao nghe chát cả bờ môi. Câu chuyện thứ 9, tình bạn. Hai người đi trên con đường vắng vẻ, đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát: hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi. Họ tiếp tục đi, đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy. Anh bạn kia không may bị chuột rút và suýt chết đuối. May mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: hôm nay người bạn thân nhất đã cứu sống tôi. Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: tại sao khi tôi đánh anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá? Mỉm cười, anh trả lời: khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó trên cát. Gió sẽ thổi bay chúng đi cùng sự tha thứ. Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xóa nhòa được. Hãy học cách viết trên cát và đá. Câu chuyện thứ 10, khoe. Ngày xưa, khi có ai hỏi con, bố làm nghề gì? Bố thấy con không vui và không bao giờ chịu trả lời là bố làm nghề thợ hồ. Bố cố gắng làm việc nhiều hơn để nuôi con ăn học và mong sau này con có được một nghề mà mọi người nể trọng trong xã hội. Con thành đạt rồi lấy chồng. Mỗi lần khách đến chơi, câu đầu tiên bố thường nghe con khoe là nhà em làm luật sư nên lúc nào cũng bận. Bố buồn, chỉ ao ước một lần được nghe con khoe về nghề của bố. Câu chuyện thứ 11, chuyện của nội. Nhận vé máy bay, cả nhà mừng tíu tích. Dường như nội cũng mừng lắm. Nội ra vào, hết sợ cái cột, sửa thân bầu, lại bứt mấy đọt mồng tơi nấu canh. Con cháu cười nội lẩm cẩm. Từ ngày lên máy bay cho đến khi định cư nơi trời Tây, nội luôn săm soi một gói giấy, vẻ quý lắm. Chiều đông ảm đạm, nội ra đi, tay vẫn nắm chặt cái gói nhỏ. Bố nhẹ nhàng gỡ ra, một cục đất màu nâu rơi xuống, vỡ tan. Câu chuyện thứ 12, nhạc. Người đàn bà vội vã ra đi vào một chiều mưa tầm tã. Ngày ngày, chỉ còn lại người đàn ông lầm lũi bên xe mì gõ đầu hẻm. Chẳng hiểu vì lý do gì, khách đến ăn một thưa dần rồi vắng hẳn. Ngày nọ, có người đàn bà sang trọng tìm về con hẻm xưa. Không ai còn nhận ra bà. Người đàn ông và xe mì gõ không còn ở đó nữa. Người ta bảo, kể từ cái dạo vợ bỏ đi, mì ông nấu không còn ngon như trước và quá nhạt. Nhạt nên người ta không ăn của ông nữa.
Câu chuyện thứ 13, anh hai. Năm 18 tuổi, anh quyết định nghỉ học đi phụ hồ. Bố mẹ giận dữ, mắng. Sanh ra, giờ cãi lời bố mẹ, phải chỉ nó ngoan, siêng học như bé Út. Anh lặng thinh, không nói năng gì. Bố mẹ mắng mãi rồi cũng thôi. Anh đã quyết thế. Ngày bé Út vào đại học, phải xa nhà, lên thành phố ở trọ. Anh tự ý bán đi con bò sữa, gia tài duy nhất của gia đình, gom tiền đưa cho bé Út. Biết chuyện bố thở dài, mẹ lặng lẽ, bé Út khóc thúc thích. Anh cười, Út ráng học ngoan. Miệt mài 4 năm đại học, Út tốt nghiệp loại giỏi, được nhận ngay vào công ty nước ngoài, lương khá cao. Út hớn hở đón xe về quê. Vừa bước vào nhà, Út sững người trước tấm ảnh của anh trên bàn thờ, nghi ngút khói. Mẹ khóc. Tháng trước, nó bị tai nạn khi đang phụ hồ. Lúc hấp hối, biết con đang thi tốt nghiệp, nó dặn đừng nói cho con biết. Câu chuyện thứ 14, đưa đón. Nội từ quê vào thăm, mang quà quê vào cho cháu. Nào là bánh đa, gạo nếp, có cả chục trái dừa khô. Thấy nội lĩnh kỉnh vất vả, còn trách bố. Sao không đón nội? Bố bảo bận quá. Ngoại nước ngoài về thăm quê, các cậu dì thuê hẳn một xe ô tô đi đón. Bố cũng đóng cửa hàng, nghỉ buôn bán vài hôm để cùng đi đón ngoại. Bố bảo, ai cũng có mặt, bố không đi thì ngoại trách. Câu chuyện thứ 15, cua rang muối. Khi xưa, nhà còn nghèo, mẹ hay mua cua đồng giả làm cua rang muối. Cua đồng cứng nhưng mẹ khéo tay, chiên giòn, đủ gia vị nên thật ngon. Thấy các con tranh nhau ăn, mẹ nhường. Các con hỏi, mẹ bảo răng yếu. Giờ các con đã lớn, nhà khá hơn, chúng mua cua biển gạch son về rang muối mời mẹ. Các con nói vui, cua rang muối thật đó mẹ. Rồi chúng ăn rất ngon, riêng mẹ không hề gấp. Các con hỏi, mẹ cười mớm mém, còn răng đâu mà ăn. Câu chuyện thứ 16, đợi. Mẹ ơi, sao bà hay ngồi ngoài cửa chiều chiều thế mẹ? Bà lãng mạn quá mẹ nhỉ? Nó cười tít mắt, tưởng tượng vu vơ ở chân trời nào chả rõ. Mẹ chẳng nói gì, chỉ im lặng. Lâu lâu lại ngẩng lên nhìn bà, mắt mẹ thoáng buồn, nó chẳng hiểu vì đâu. Sau đó, nó biết ông khi xưa đi chiến trường không về, bà thì luôn bảo ông chưa về nên hay ra ngồi ngoài ngõ đợi. Có lúc nó dỗi bà, bảo bà không chơi với nó mà cứ ngồi đợi ông. Ông không về đâu, ông chết rồi. Nó hét lên giận dữ, khóc thảm thiết. Bà vuốt má nó nựng nịu, rồi cõng nó vào trong. Mãi sau này, khi bà mất đi, mẹ kể nó nghe rằng, bà muốn đợi ông về, dẫn hồn ông đi, kẻo lạc. Bà sợ năm tháng dài, mấy con ngõ trở thành xa lạ. Nó lặng im thẫn thờ, mắt thả về miên man, thấy nhớ bà vô hạn. Rồi chiều chiều, cũng từ khi nào không biết, nó ngồi trước hiên nhà, đợi bà ngang qua. Câu chuyện thứ 17, xa xứ. Em tôi học đến kiệt sức để có một suất du học. Thư đầu viết, ở đây đường phố sạch đẹp, văn minh bỏ xa lắc nước mình. Cuối năm viết, mùa đông bên này tĩnh lặng, tinh khiết như tranh, thích lắm. Mùa đông sau viết, em thèm một chút nắng ấm quê nhà, muốn được đi giữa phố xá bụi bặm, ồn ào, nhớ chợ bến xôn xao lầy lội. Biết bao lần trên phố, em đuổi theo một người châu Á để hỏi coi có phải người Việt không. Câu chuyện thứ 18, xứ lạ quê người. Qua xứ người được vài năm thì ông anh họ của tôi bắt đầu gửi tiền về, giục các con lo học tiếng Anh và vi tính để mai mốt qua đó có thể dễ dàng kiếm việc làm. Hôm vừa rồi,
anh gọi điện về thăm gia đình chúng tôi. Tôi hỏi anh có địa chỉ email chưa để tiện liên lạc. Giọng anh trùng hẳn xuống. Suốt ngày hết rửa bát lại dọn bàn trong quán. Anh có thì giờ đâu mà biết đến những thứ hiện đại đó hả em? Câu chuyện thứ 19. Bóng nắng, bóng râm. Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo, nhà ngoại ở cuối con đê. Trên đê chỉ có mẹ có con. Lúc nắng, mẹ kéo tay con. Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra. Con cố. Lúc râm con đi chậm, mẹ mắng. Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ. Con ngỡ ngàng, rau nắng râm đều phải vội. Trời vẫn nắng, vẫn râm. Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu. Đời lúc nào cũng phải nhanh lên. Câu chuyện thứ 20. Câu hỏi. Ngày đầu tiên, cô phụ trách một lớp học tình thương, đa phần là những trẻ lang thang không nhà cửa. Cuối buổi học, cô ơi, dạy tụi con hát đi cô. Hát đi cô. Còn 10 phút, nhìn những cái miệng tròn vo và những đôi mắt chờ đợi, cô dạy cho tụi trẻ bài Đi học về. Hát theo cô nè. Đi học về là đi học về. Con vào nhà, con chào ba mẹ. Ba mẹ khen. Phía cuối lớp có tiếng xì xào. Tao không có ba mẹ thì chào ai? Cô chợt rùng mình, nghe mắt cay cay. Câu chuyện thứ 21. Ba và mẹ. Mẹ xuất thân gia đình trí thức nghèo, yêu thích thơ văn. Ba tuy cũng được học nhưng là con nhà nông chánh hiệu. Mẹ sâu sắc tinh tế, bà chất phác hiền hòa. Mỗi khi ba mẹ đấu lý, chị em nó thường ủng hộ mẹ, phản đối ba. Mẹ luôn đúng và thắng. Hôm ba bệnh nặng, cả nhà lo lắng vào ra bệnh viện. Tối ba nói sẵn điều gì đó không ai hiểu. Nhưng lần đầu tiên nó nghe mẹ nói, đúng, ông nói đúng. Quay đi mẹ sụt sùi, nó thúc thích. Câu chuyện thứ 22. Tình đầu. Về quê lần nào cũng vậy, hễ chạy qua ngã ba An Lạc là tôi cho xe chạy chậm hẳn lại. Mắt nhìn vào ngôi nhà khuất sau vườn lá. Một lần đứa con trai 10 tuổi của tôi hỏi, ba tìm gì vậy? Tìm tuổi thơ của ba. Chưa tới nhà nội mà. Ba tìm thời học sinh. Nội nói lớn ba học ở Sài Gòn mà. À, ba tìm người ba thương. Ủa, không phải ba thương mẹ sao? Ừ thì cũng thương. Ba nói nghe lộn xộn quá, con không biết gì cả. Ba cũng không biết. Chỉ có Hồng Hạ biết. Mà Hạ thì 20 năm rồi tôi không gặp. Câu chuyện thứ 23. Bảo. Sống miền duyên hải, công việc của anh gắn liền với tàu, với biển, với những chuyến khơi xa. Anh đi suốt, về nhà chẳng được bao ngày đã tiếp tục ra khơi. Mỗi lần anh đi, chị lại lo. Radio, TV báo bảo, đêm chị ngủ chẳng yên, sợ bảo sẽ cuốn anh ra khỏi đời chị. Cuộc sống khá hơn, anh không đi biển nữa mà kinh doanh trên bờ. Anh đi sớm về trễ, có đêm vắng nhà, bảo vì công việc làm ăn. Nhưng nghe đâu không phải bảo, anh vẫn bị cuốn xa dần. Sóng gió bảo trong lòng chị. Câu chuyện thứ 24. Khóc. Vừa sinh ra đã vào trại mồ côi. Trừ tiếng khóc chào đời, chồng tôi không hề khóc thêm lần nào nữa. Năm 20 tuổi, qua nhiều khó khăn, anh tìm được mẹ. Nhưng vì danh giá gia đình và hạnh phúc hiện tại, một lần nữa bà đành chối bỏ con. Anh ngạo nghễ ra đi, không rơi một giọt lệ. Hôm nay 40 tuổi, đọc tin mẹ đăng báo tìm con, anh chợt khóc. Hỏi tại sao khóc, anh nói, tội nghiệp mẹ, 40 năm qua chắc mẹ còn khổ tâm hơn anh.
Câu chuyện thứ 25, đánh đổi. Chị yêu anh vì vẻ lãng mạn và coi thường vật chất. Chị xa anh cũng vì lẽ đó. Nhân chứng của cuộc tình là chiếc xe đạp. Nó chở đầy kỷ niệm của một thời yêu nhau. 10 năm xa cách, anh lao vào cuộc mưu sinh và có một gia sản ít ai bằng. Tình cờ anh gặp chị tại nhà, nhìn thấy chiếc xe đạp ngày xưa, chị hỏi: anh còn giữ nó? Anh nghẹn ngào. Anh làm ra những thứ này mong đánh đổi những gì anh có trên chiếc xe đạp ngày xưa. Câu chuyện thứ 26, mẹ tôi. Mẹ sinh tôi giữa ruộng bùn, vì lúc có mang tôi cũng là lúc gia đình lâm vào túng quẫn. Mẹ đi cấy thuê lặn lội đồng sâu nước độc nên sinh tôi thiếu tháng. Tôi ốm đau èo uột. Mẹ thường cõng tôi qua sông đến nhà thầy thuốc. Tôi khỏe, nhưng mẹ phải còng lưng 3 năm trời để trả nợ. Lớn lên, tôi định bỏ học đi làm mướn. Mẹ quyết nhịn ăn bắt tôi đến trường. Mẹ là tấm gương soi suốt đời tôi. Túi khoai thối. Thử hình dung những cơn giận dữ của ta như những củ khoai. Mỗi lần giận là bỏ vào túi một củ. Ngày càng nhiều và chúng dần thối đi. Nếu không biết bỏ qua lỗi lầm của người khác, cứ giận họ mãi thì với ta chẳng lợi ích gì. Họ cũng chẳng vì ta giận họ mà mập hay ốm đi. Còn ta khác nào phải mang theo túi khoai vừa thối vừa nặng. Nếu biết bỏ qua, ta sẽ có nhiều bạn, không còn phiền lòng vì túi khoai thối ấy. Câu chuyện thứ 27, chuyện cái vé. Một người cha dắt đứa con 6 tuổi đi sở thú chơi. Đến quầy bán vé, người cha dừng lại đọc bảng giá. Người lớn 10.000, trẻ em trên 5 tuổi 5.000, trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí. Đọc xong, ông nói với người bán vé: cho tôi một vé người lớn và một vé trẻ em trên 5 tuổi. Con ông trên 5 tuổi à? Người bán vé tò mò hỏi lại. Vâng. Nếu ông không nói cho tôi biết thì thằng bé được miễn phí rồi. Vâng, có thể không ai biết, nhưng con tôi tự nó biết. Câu chuyện thứ 28, nghĩa tình. Bố bị tai biến mạch máu não, nằm liệt giường. Em phải xin nghỉ việc để về nhà phụ mẹ chăm sóc bố. Hơn năm sau, bố mất. Em lại phải đi làm xa kiếm tiền gửi về cho mẹ trả nợ nần, thuốc men. Mãi bươn chải vì chén cơm manh áo, hơn 30 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Anh hai giục mẹ bán nhà ra ở với ảnh, cô dâu có cháu cho vui tuổi già. Ngày về căn nhà ngày xưa đã đổi chủ, em chỉ còn biết khóc. Câu chuyện thứ 29, mẹ và con. Con lên 3, chơi bên nhà dì, bị xe đạp ngã, trúng đầu chảy máu. Mẹ đang nấu cơm, hốt hoảng, bế con chạy ngay đến bệnh viện. Hú vía, vết thương chỉ nhẹ bên ngoài thôi. Hoàng hồn, mẹ nhìn lại mình. Chân không dép, quần ống cao ống thấp, áo loang lộ vết máu, chả giống ai. Mẹ cười. Con lớn, mẹ bỗng bị chứng nặng tay. Lần lửa mãi, mẹ mới nhờ con đưa đi khám bệnh. Bác sĩ bảo, để quá lâu, hồi phục thính lực cũng khó. Nhìn mặt mẹ ngơ ngẩn, còn khóc. Câu chuyện thứ 30, bàn tay. Hai đứa cùng trọ, học xa nhà, thân nhau. Lần vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả, em lòn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình đụng tay em, mềm mại. Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi. Bận nọ, tiền lương vơi quá nữa đem về đưa em. Chợt nhận ra, tay em có nhiều vết chai. Tự trách, mấy lâu mình quá vô tình. Câu chuyện thứ 31, bà. Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước.
Vì thế tôi viết thư cho ba, rồi đích thân ba đưa lên cho tôi. Từ nhà đến chỗ tôi trọ học chừng 15 km. Nhà nghèo, không có xe máy, ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba. Cuối năm làm hồ sơ thi đại học, tôi lại nhắn ba. Lần này sau khi đưa cho tôi 100.000, ba hỏi: "Có dư đồng nào không con?" Tôi đáp: "Còn dư 4.000 ba ạ." Bà nói tiếp: "Cho ba bớt 2.000, để lát về xe có hư như lần trước thì có tiền mà sửa." Ba về, tôi đứng đó nước mắt rưng rưng. Câu chuyện thứ 32, ăn cơm. Thằng Tèo ngồi tiêu nghỉu, tự lưng vào cây trứng cá bên hông nhà. Thỉnh thoảng nó giơ tay gạt nước mắt. Không biết chuyện gì, cả buổi sáng nay ba má nó liên hồi ẩu đả, bỏ ông táo lạnh tanh, giờ mỗi người mỗi góc. Rồi cuộc chiến lại tiếp tục. Từ vỏ ba càng chuyển sang vỏ miệng. Bỗng má nó lớn giọng: "Ông ăn chả, tôi ăn nem, mặc xác ông." Đến đây, cái bao tử thúc giục, Tèo tham chiến: "Con không thèm ăn thứ đó, con chỉ muốn ăn cơm thôi." Câu chuyện thứ 33, nó. Ba nó bỏ đi lúc nó còn đỏ hỏn, ngoại và mẹ nuôi nó trong nghèo khó, đau khổ và cả hạnh phúc. Được vài năm, cái đói nghèo cướp mất ngoại. Thiếu hơi bà, nó ngằn ngặt khóc đêm. Mẹ chỉ ôm nó vào lòng, để tay lên ngực trái dỗ dành: "Ngoại có đi đâu, ngoại ở đây mà." Vậy là nó nín. Rồi mẹ cũng theo bà. Hôm tang mẹ, thấy dì khóc, nó bảo: "Mẹ có đi đâu, mẹ ở đây mà." Rồi lấy tay đặt lên ngực trái, chỗ trái tim. Nó dỗ thế mà dì chẳng nín, lại ôm nó khóc to hơn. Câu chuyện thứ 34, cái bóng. Ông luôn phàn nàn về cuộc hôn nhân sắp đặt sẵn mà gia đình dành cho mình. Ông chê bà ít học, chẳng tương xứng với sự lịch lãm của ông. Mọi việc ông thường tự quyết, chẳng coi bà vào đâu. Bà tồn tại bên ông như cái bóng lặng lẽ trong cuộc sống chung có nhiều thăng trầm. Một ngày, bà nhẹ bỏ ông sau một cơn bạo bệnh. Ông ra vào ngẩn ngơ như thể đang kiếm tìm. Nhà thiếu bà, ông mới thấy rõ những khoảng trống. Ông nhận ra sự lịch lãm cũng chẳng tạo nên được một gia đình nếu thiếu đi sự hy sinh, chịu đựng âm thầm của bà. Câu chuyện thứ 35, bố và con. Anh phụ trách công việc giao tế ở một công ty, lúc nào cũng tươi tắn, lịch sự và hòa nhã. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, buổi tối tắm rửa xong, đang nằm đọc báo trên giường trải ráp trắng toát, thì con bé 4 tuổi mồ hôi mồ kê, chân tay lấm láp trèo lên. Anh cao mặt các con: "Sao không chịu đi rửa chân tay trước?" Con bé mếu máo: "Bố ơi, từ sáng tới giờ bố chưa mi con cái nào." Câu chuyện thứ 36, cha tôi. Mẹ bỏ đi theo người khác, cha ở vậy nuôi chúng tôi. Hơn 20 năm, tôi và anh hai đều có gia đình. Ngoài 60, bỗng cha tôi dường như trẻ lại. Ông năng chạy chuốt, đi lại và xài tiền nhiều hơn. Chúng tôi nghĩ ông có tình nhân và đối xử có phần nghi ngại. Ông vẫn không nói. Tôi tìm đến bệnh viện, quyết định cho người tình của cha tôi một trận. Chợt tôi lặng người đi vì người cha chăm sóc là mẹ. Thấy tôi, ông gượng nói: "Bà sợ các con còn giận mẹ." Câu chuyện thứ 37, mồ côi. Đêm đông, nằm cạnh bố, cu Hải co ro thì thầm: "Giá như mẹ đừng đi xa thì giờ này con được nằm giữa ấm biết mấy, chứ có hai bố con mình ai cũng lạnh." Bố cụ Hải vỗ về con rồi nói: "Con đừng lo, mẹ xa rồi, có gì thay mẹ chăm con." Cụ Hải không hiểu,
nhưng cũng thấy mừng vì nhà có thêm người đỡ vắng lạnh. Mùa đông sau, Hải co ro nằm một mình lại nghĩ. Giá như đừng có gì nhỉ, thì bây giờ mình đỡ lạnh một bên. Câu chuyện thứ 38, ngày sinh nhật đầu tiên và cuối cùng. Chưa đến ngày sinh nhật, còn đến khoảng 2-3 tháng, vợ đã lo nghĩ đến sinh nhật của chồng con. Rồi chồng lo sinh nhật của vợ con, và con lo ngày mừng tuổi cho ba mẹ. Duy chỉ một người, không ai lo đến, ông nội già yếu. Và cho đến một ngày, ngày ông nội mất, chồng hỏi vợ, sinh nhật ông ngày nào? Vợ hỏi lại chồng, ngày nào là ngày sinh nhật của ông? Con cái hỏi cha mẹ, ông sinh ngày tháng nào? Vậy là cả con, dâu, cháu chắc phải đi tìm ngày sinh cha ông trong chứng minh nhân dân để làm bia mộ cho ông. Đó là ngày sinh nhật đầu tiên và cuối cùng của ông. Câu chuyện thứ 39, lát nữa về. Anh chị lấy nhau được 5 năm, gia đình bất hòa nhưng có đứa con cũng đỡ phần nào. Ngày ngày khi chị đi làm, đứa con nhỏ 3 tuổi thường khóc đòi chị. Chị dỗ dành, nín đi con, lát mẹ về. Năm sau, anh chị ly dị, tòa cho anh nuôi đứa bé. Chị ôm nó khóc, nó nhìn chị ngây thơ. Nín đi mẹ, con đi chơi với ba, lát con về. Câu chuyện thứ 40, con trai. Bà nội sanh mỗi mình bố, mẹ cũng chỉ có mỗi bé thôi, mẹ sanh mổ mà. Bé đã lên 5, thích em trai lắm, bố cũng vậy. Bà nội thì khỏi nói, lúc nào ôm bé cũng thở dài, phải chi. Một hôm mẹ khóc, rồi mẹ nằm vùi, lặng ngắt, xanh xao. Cả nhà tự nhiên im ắng hẳn suốt tuần. Bố với bà nội đem về cho mẹ một chú nhóc thật xinh. Bé thì mê mẩn, nhưng mẹ chẳng khỏe lên tí nào. Mẹ bảo, bố đổi em bé bằng trái tim mẹ đấy. Câu chuyện thứ 41, vòng cẩm thạch. Cha kể, cha chỉ ao ước tặng mẹ chiếc vòng cẩm thạch. Tay mẹ trắng nõn nà, đeo vòng cẩm thạch rất đẹp. Mỗi khi cha định mua, mẹ cứ tìm mọi cách từ chối. Lúc mua sữa, lúc sách vở, lúc tiền trường. Đến khi tay mẹ đen sạm, mẹ vẫn chưa một lần được đeo. Chị em hùng tiền mua tặng mẹ một chiếc thật đẹp. Mẹ cất kỹ, thỉnh thoảng lại ngắm nghía, cười. Mẹ già rồi, tay run lắm, chỉ nhìn thôi cũng thấy vui. Chị em không ai bảo ai, nước mắt rưng rưng. Câu chuyện 42, cần thiết. Ngày cô theo gia đình định cư ở nước ngoài, thầy buồn nhiều vì cảm thấy trống vắng cô đơn. Nhiều năm trôi qua, thầy vẫn ngày 2 buổi ăn cơm tiệm, một mình một bóng đi về. Đã bao lần cô gợi ý đón thầy sang, nhưng thầy nhất quyết từ chối. Cuộc đời thầy gắn bó với trường lớp đã bao năm, làm sao nỡ dứt bỏ. Một lần gọi điện thoại về thăm, cô dè dặt hỏi. Anh có cần gì cứ nói, em sẽ gửi về liền. Cười buồn, thầy ôn tồn đáp. Anh chỉ cần em. Câu chuyện 43, nuôi mẹ. Con ở Đức về, giàu có, đón mẹ ra nuôi. Con dâu hồ hởi, cơm quà cho mẹ chu đáo, giường mẹ màn mới quạt riêng, mẹ như vàng. Chồng biếu mẹ mọi thứ. Thương mẹ, anh hay gần gũi, trò chuyện, lại gỡ quà về quê. Vợ nhìn soi mói, bữa ăn thiếu đậm đà, tối đến màn chặn mắt, lạnh nhạt. Mẹ thành bạc. Mẹ ốm, nằm một chỗ, khó ăn khó ngủ, ho. Chồng chăm mẹ, một mình vất vả mọi việc. Vợ bực bội và lạnh lùng. Xem thế nào đưa mẹ về quê. Mẹ thành rác vứt bờ tre.
Câu chuyện 44, xót xa. Tần Tảo dành dụm những đồng tiền lẻ từ mớ rau, củ khoai, con cá, con tôm bắt được để gửi lên cho chị hai ăn học. Tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Du lịch, chị hai ở luôn trên thành phố làm phó giám đốc cho một công ty đầu tư và phát triển du lịch tại Sài Gòn. Mãi đến hôm nay, dễ chừng gần 3 năm, chị hai mới về. Cả nhà khôn xiết vui mừng, má lật đật chèo xuồng đến chợ nổi mua đồ về làm bữa cơm thịnh soạn. Tội nghiệp chị hai tụi bay, hồi giờ có được bữa ăn nào đàng hoàng tử tế đâu. Đang ăn, chị hai bỗng giật mình, lấy đũa khều một sợi tóc từ trong đĩa lòng xào ra. Ai làm bê bối và cẩu thả thế này? Kiểu này ở nhà hàng họ đã đổ vào thùng nước cơm. Khách du lịch mà biết, chỉ có nước đóng cửa dẹp tiệm, sạc nghiệp là cái chắc. Nói xong, chị hai đứng dậy, nhanh chân bước lên nhà trên. Từ nãy giờ, má ngồi đó, im lìm như tượng đá. Thằng Út cầm sợi tóc lên xăm soi một lúc, rồi la to lên, giọng còn ngọng nghịu. Sợi tóc bạc hơn một nửa rồi má ơi! Câu chuyện 45, bát mì bò. Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, trước cửa quán xuất hiện hai vị khách rất đặc biệt, một người cha và một người con. Nói đặc biệt là bởi vì người cha bị mù. Người con trai đi bên cạnh cẩn mẫn nhiều người cha. Cậu con trai trạc 18-19 tuổi, quần áo đơn giản, lộ rõ vẻ nghèo túng. Nhưng từ cậu lại toát lên nét trầm tĩnh của người có học, dường như cậu vẫn đang là học sinh. Cậu con trai tiến đến trước mặt tôi. Cho hai bát mì bò. Cậu nói to. Tôi đang định viết hóa đơn thì cậu ta hướng về phía tôi và xua xua tay. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta. Cậu ta nhoẻn miệng cười biết lỗi rồi chỉ tay vào bảng giá treo ở trên tường phía sau lưng tôi, bảo tôi rằng chỉ là một bát mì cho thịt bò, bát kia chỉ cần rắc chút hành là được. Lúc đầu tôi hơi hoảng, nhưng sau đó chợt hiểu ra ngay. Hóa ra, cậu ta gọi to hai bát mì thịt bò như vậy là cố tình để cho người cha nghe thấy. Thực ra thì tiền không đủ, nhưng lại không muốn cho cha biết. Tôi cười với cậu ta, tỏ vẻ hiểu ý. Nhà bếp nhanh nhẹn bê lên ngay hai bát mì nóng hổi. Cậu con trai truyền bát mì bò đến trước mặt cha, ân cần chăm sóc. Cha, có mì rồi, cha ăn đi thôi. Cha cẩn thận, kẻo nóng đấy ạ. Rồi cậu ta tự bưng bát mì nước về phía mình. Người cha không vội ăn ngay, ông cầm đũa, dò dẫm, đưa qua đưa lại trong bát. Mãi lâu sau, ông mới gấp trúng một miếng thịt, vội vàng bỏ miếng thịt vào bát của người con. Ăn đi con ăn nhiều thêm một chút. Ăn no rồi thì học hành chăm chỉ, sắp thi tốt nghiệp, nếu mà thi đỗ đại học, sau này làm người có ích cho xã hội. Người cha nói với giọng hiền từ, đôi mắt tuy mờ đục vô hồn, nhưng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lại sáng lên nụ cười ấm áp. Điều khiến cho tôi ngạc nhiên đó là cái cậu con trai đó không hề cản trở việc cha gấp thịt cho mình, mà cứ im như thóc đón nhận miếng thịt từ bát của cha, rồi lại lặng lẽ gấp miếng thịt đó trả về. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, dường như thịt trong bát của người cha cứ gấp lại đầy, gấp mãi không hết. Cái quán này thật tử tế quá, một bát mì mà biết bao nhiêu là thịt. Ông lão cảm động nói. Kẻ đứng ngay bên cạnh là tôi, chợt toát hết cả mồ hôi. Trong bát chỉ có vài mẩu thịt tội nghiệp, quắt queo bằng móng tay, lại mỏng chẳng khác gì xác phe. Người con trai nghe vậy, vội vàng tiếp lời cha. Cha à, cha ăn mau đi, bát của con đầy ắp không biết để vào đâu rồi đây này. Ừ, con ăn nhanh lên, ăn mì bò thực ra cũng có chất lắm đấy. Hành động và lời nói của hai cha con đã làm chúng tôi rất xúc động. Chẳng biết từ khi nào, bà chủ cũng đã ra đứng cạnh tôi.
lặng lẽ nhìn hai cha con họ. Vừa lúc đó, cậu Trương đầu bếp bê lên một đĩa thịt bò vừa thái. Bà chủ dẫu dẫu môi ra hiệu bảo cậu đặt lên bàn của hai cha con nọ. Cậu con trai ngẩng đầu tròn mắt nhìn một lúc. Bàn này chỉ có mỗi hai cha con cậu ngồi. Cậu ta vội vàng hỏi lại. Anh để nhầm bàn rồi thì phải, chúng tôi không gọi thịt bò. Bà chủ mỉm cười bước lại chỗ họ. Không có nhầm đâu, hôm nay chúng tôi kỷ niệm ngày mở quán, đĩa thịt này là quà biếu khách hàng. Cậu con trai cười cười không hỏi gì thêm. Cậu lại gấp thêm vài miếng thịt vào bát người cha, sau đó bỏ phần còn thừa vào trong một cái túi nhựa. Chúng tôi cứ im lặng chờ cho hai cha con ăn xong, rồi lại dõi mắt tiễn hai cha con ra khỏi quán. Mãi khi cậu Trương đi thu bát đĩa, đột nhiên kêu lên khe khẽ. Hóa ra, đái bát của cậu con trai đè lên mấy tờ tiền giấy, vừa đúng giá tiền của một đĩa thịt bò, được viết trên bảng giá của cửa hàng. Cùng lúc, tôi, bà chủ và cả cậu Trương, chẳng ai nói nên lời, chỉ lặng lẽ thở dài, mỗi người theo đuổi một ý nghĩa riêng. Câu chuyện 46. Chung riêng. Chung một con ngõ hẹp, hai nhà chung một vách ngăn. Hai đứa chơi thân từ nhỏ, chung trường chung lớp, ngồi chung bàn, đi về chung lối, chơi chung trò chơi trẻ nhỏ, cùng khóc cùng cười, chung cả số lần bị đánh đòn do hai đứa mãi chơi. Đi qua tuổi thơ với chung những kỷ niệm rồi cùng lớn lên. Uống chung một ly rượu mừng, chụp chung tấm ảnh. Cuối cùng khi anh là chú rể, còn em chỉ là khách mời. Từ nay hai đứa sẽ không còn có gì chung nữa. Anh giờ là riêng của người ta. Câu chuyện 47. Ngậm ngùi. Ba mất nửa năm, má dẫn hai con nhỏ về quê. Xin được mảnh đất hoang, cùng mần cỏ dọn nền. Lối xóm lạ hoắc tới tiếp dựng mái lá ở tạm. Tối, má gói bánh nấu. Sáng, hai nhỏ út bưng bán. Má mượn xuồng đi chợ, áo thăm kim, nón lá rách. Anh hai ở Sài Gòn, thành đạt, giàu. Hôm về quê, anh đi dọc bờ sông. Má thấy bơi xuồng riết theo, gọi tên con hụt hơi. Anh ngoái nhìn rồi quay mặt đi tiếp. Má tủi, gạt dầm, cúi mặt khóc. Nước mắt má làm xuồng quay ngang. Câu chuyện 48. Tết. Ngồi một mình trong căn phòng chung cư ở tầng 15, anh đón Tết một cách lặng lẽ. Ở nơi này vẫn có bánh chưng, bánh tét, vẫn có pháo, có hoa, nhưng hình như vẫn thiếu một thứ gì đó. Đã 35 cái Tết tha hương, nhưng hình như trong anh vẫn còn tìm kiếm, dẫu rằng sự tìm kiếm đó ngày càng nhạt nhòa theo năm tháng. Phải chăng thứ ấy là hương vị Tết quê nhà? Phải đi ngủ sớm thôi, anh tắt đèn tự nhủ, mai còn phải đi làm. Câu chuyện 49. Đi thi. Chị hai thi đệ nhất, ba thức dậy từ tờ mờ chở chị đi trên chiếc xe đạp cũ. Chị hai đậu thủ khoa, má bảo nhờ ba mày mát tay. Từ đó lần lượt tới anh ba rồi cô Út, cấp 2, cấp 3, tú tài, đại học. Đứa nào cũng một tay ba dắt đi thi. Giờ cả ba đều thành đạt. Buổi sáng, trời se lạnh, ba chuẩn bị đi thi. Hội thi sức khỏe người cao tuổi. Má nhìn ba ái ngại. Để tôi gọi taxi, tụi nhỏ đều bận cả. Buổi tối má hỏi, ông thi sao rồi? Ba cười xòa bảo, rớt. Câu chuyện 50, thịt gà. Tạnh mưa, bọn trẻ bưng cơm đứng ăn trước cửa, Tí khoe. Nhà Tí ăn thịt gà. Đêm đó bà Tám chửi. Má cha nó, nghèo mà kiếp, tiền đâu mà ăn gà,
nó ăn gà bà, nó chết bất đắc. Ông giáo buồn lắm, ngã bệnh qua đời. Thương tình, hàng xóm lo mai chay, Tí hấn hở vì nhà nó đông vui. Trời đổ mưa, thằng Tí la lớn: "Con gà vô nhà, dậy bắt làm thịt ba ơi." Mọi người nhìn theo, thì ra một con cóc dưới kẹt tủ đang dương mắt nhìn lên quan tài ông giáo. Đừng vội kết tội cho người khác bạn nhé, hãy bao dung độ lượng và tha thứ. Câu chuyện 51, chỉ có một người thôi. Người đến dự đám cưới khá đông, ông hàng xóm gọi bác làm công đến và bảo: "Này, anh đi xem có bao nhiêu người đến dự đám cưới bên ấy." Bác làm công ra đi, bác để lên ngưỡng cửa một khúc gỗ và ngồi lên bờ tường đợi khách khứa ra khỏi nhà. Họ bắt đầu ra về. Ai đi ra cũng vấp phải khúc gỗ, văng lên chửi và lại tiếp tục đi. Chỉ có một bà lão vấp phải khúc gỗ, liền quay lại đẩy khúc gỗ sang bên. Bác làm công trở về gặp người chủ. Người chủ hỏi: "Ở bên ấy có nhiều người không?" Bác làm công trả lời: "Chỉ có mỗi một người mà lại là bà lão." "Tại sao vậy?" "Bởi vì tôi để khúc gỗ bên thềm nhà, tất cả đều vấp phải, nhưng cũng chẳng ai buồn dẹp đi. Lũ cừu cũng làm như vậy, nhưng một bà lão đã dẹp khúc gỗ sang bên để người khác khỏi phải vấp ngã. Chỉ có con người mới làm như vậy. Một mình bà lão là người."